Hello, hello, xin chào tất cả các bạn đến video tiếp theo của Tiến Hiền chuyên hàng Nhật Mỹ Đức. Hôm nay em về ít sản phẩm mới lên báo giá cho các bác. Cũng như các bác muốn liên hệ thì liên hệ với em qua số điện thoại của em là 0967128399 để chốt đơn. Quy cách mua hàng bên em thì là trên 400k sẽ được miễn phí ship, nhận hàng, kiểm tra, thanh toán. Các bác liên hệ với em thì qua số điện thoại của em là 0967128399. Sản phẩm đầu tiên em lên trong video ngày hôm nay là sản phẩm thắt lưng quân đội Mỹ, dạ, dây dù thắt lưng gia đội quân đội Mỹ US này, của Mỹ này, sản xuất năm 1966 các bạn, sản xuất năm 1966. Con này rất là dài, để em đo luôn cho các bác xem tổng thể của dây của em nó. Em đo được là của nó là 1m2. Nó là 1m2 dây quân đội Mỹ. Các bác lên mã em là dây thắt lưng quân đội Mỹ 140k cho một sản phẩm dây thắt lưng quân đội Mỹ. 140k cho một sản phẩm. Sản phẩm tiếp theo là sản phẩm đồng hồ đo nhiệt ké. Đồng hồ đo nhiệt ké thì sẽ đo được giờ ngày và độ ẩm, nhiệt độ của ngoài trời và cũng như trong nhà. Đồng hồ đo nhiệt ké của Make in Japan này, 130k trong một sản phẩm đồng hồ đo nhiệt ké. Các lên mã xem là đồng hồ đo nhiệt ké 130k trong một sản phẩm đồng hồ đo nhiệt ké. Tiếp theo là cái sản phẩm búa đinh. Búa đinh thì em đang phân phố hai loại, mà một búa là búa lùn này, búa lùn của Đức, búa lùn của Nhật, búa lùn của Nhật. Kabushi. Sản phẩm các bác lên mã em là sản phẩm búa lùn cam, 100k trong một sản phẩm búa lùn cam. Tiếp theo là cái sản phẩm búa lùn này, cũng của thương hiệu Kabushi này. Búa thương hiệu Kabushi này. Em boy bác xem tổng chiều dài của cái búa này là 30 cm. Tổng chiều dài của nó là 30 cm cả cán. Và đầu đóng của nó là 10 cm. Đầu đóng của nó 10 cm. Bác lên cho em mã là búa B1, 150k cho một sản phẩm búa B1, 150k. Tiếp theo là dòng búa đóng đinh và nhổ đinh này. Dòng búa đóng đinh và nhổ đinh của Đức, của Make in Germany này. Dòng búa nhổ đinh thì em sẽ bán hai loại. Một loại là một loại to hơn là 130k và một loại nhỏ hơn là 100k. Các lên mã cho em là búa đinh của Đức 100k và 130k cho mỗi con. Tiếp theo là sản phẩm móc khóa con giáp. Sản phẩm móc khóa con giáp thì sẽ có 12 con giáp cho các bác lựa chọn. Sản phẩm móc khóa con giáp thì em sẽ bán là 60k cho một móc khóa con giáp. Các bác lên mã em là móc khóa con giáp 60k cho một sản phẩm móc khóa con giáp. Sẽ có 12 con giáp cho các bác sử dụng. Tiếp theo là cái sản phẩm đèn pin của Nhật. Đèn pin của Nhật em lên mã cho các bác là đèn pin D5 của Nhật. Thương hiệu Make in Japan này, con này thì sẽ siêu sáng đây, để em sẽ lắp pin cho các bác. Pin của nó là pin khô nhá, dòng pin khô 18650 này, dòng pin 16850 này. Để em sẽ lắp pin test cho các bác độ sáng của em đèn pin này. Ngoài ra thì nó sẽ tặng kèm cho mình một cái đầu để các bác lắp pin tiểu vào đều dùng được này, đầu để các bác lắp pin tiểu vào dùng này. Đây em đã lắp pin cho các bác và con này nó sẽ rất là siêu sáng. Nó có rất nhiều chế độ. Chế độ đầu tiên là chế độ sáng to này, chế độ sáng nhỏ này, và chế độ sáng nhỏ nhất này, và chế độ nháy này. Nó sẽ có 4 chế độ. Và chế độ nháy vừa này. Đây là tổng thể của em nó. Nó sẽ có tặng kèm cho mình một dây sạc này, để các bác mỗi lần các bác hết pin các bác sạc này. Đây sẽ có đầu sạc USB của điện thoại nhà mình, các bác chỉ cần lắp vào củ sạc điện thoại nhà mình là các bác sạc được. Sản phẩm này các bác lên mã cho em là sản phẩm đèn pin D5 của Nhật, Make in Japan này, 190k cho một sản phẩm đèn pin D5. Sản phẩm tiếp theo em lên cho các bác là sản phẩm bánh xe này. Bánh xe bãi để các bác về chế cháo xe kéo rồi cho các bác sử dụng, 20k cho một sản phẩm bánh xe, 20k cho một sản phẩm bánh xe bãi. Tiếp tục là cái sản phẩm bấm móng đức trắng này. Sản phẩm bấm móng đức trắng đa năng này. Các bác lên mã em là bấm móng đức trắng. Sẽ có rất nhiều món cho các bác sử dụng, như lấy giấy tay cắt
cắt móng tay đầy đủ các kiểu cho các bác sử dụng. Bác lên mã em là móng Đức Trắng, 160k cho một sản phẩm móng Đức Trắng. Nó có rất nhiều sản phẩm để cho các bác sử dụng. 160k một sản phẩm bộ cắt móng tay của Đức. Các bác lên mã em là cắt móng Đức Trắng, 160k cho một sản phẩm cắt móng Đức Trắng. Sản phẩm tiếp theo là cái sản phẩm khò ga này. Khò ga thì em về rất nhiều loại khò ga cho các bác sử dụng. Khò ga đầu tiên em lên trong video ngày hôm nay là khò ga K1 này của Kabushi này, đánh lửa tự động này. Khò ga K1 của Kabushi đánh lửa tự động. Rất dày dặn chắc chắn cho các bác sử dụng. 170k cho một sản phẩm khò ga đánh lửa tự động. Các bác lên mã em là khò ga K1, 170k cho một sản phẩm khò ga đánh lửa tự động của Kabushi. Tiếp theo là cái sản phẩm khò ga của Clomigan này. Clomigan Made in Japan này. Con này thì cũng sẽ đánh lửa tự động. Các bác lên mã em là khò ga trắng 100k luôn, 100k cho một sản phẩm khò ga trắng này. Tiếp tục là cái sản phẩm siêu chất là khò ga đồng nguyên khối này. Khò ga đồng nguyên khối thì con này thì sẽ không đánh lửa tự động nhé, các bác phải mồi. Nhưng mà con này thì các bác dùng thì rất là siêu chắc chắn. 150k cho một sản phẩm khò ga đồng nguyên khối, đúc đồng nguyên khối, 150k cho một sản phẩm. Tiếp theo là cái sản phẩm bộ khoan đa năng này, bộ khoan đa năng 5 mũi này, bộ khoan đa năng 5 mũi nó sẽ có từ 6, 8, 10, 12, 5 mũi cho các bác sử dụng bộ khoan đa năng. 180k cho một sản phẩm mũi vít đa năng, mũi khoan đa năng của thương hiệu Kabushi Made in Japan nha. Các bác đến mã em là bộ khoan đa năng 180k cho một sản phẩm bộ khoan đa năng. Sản phẩm tiếp theo là sản phẩm bộ kéo cành này, bộ kéo cành. Một sản phẩm kéo cành thì sẽ có một cặp kéo cành và kéo cắt tỉa. Một cặp kéo cành và kéo cắt tỉa. Thì kéo cắt cành thì các bác lên mã cho em là SA47 của thương hiệu Akashi Made in Japan. Thương hiệu Akashi Made in Japan. Các bác lên mã cho em là bộ kéo cành A47, 160k cho một sản phẩm bộ kéo cành. Tiếp tục là cái sản phẩm bộ kéo tỉa này. Bộ kéo tỉa cũng là của thương hiệu Akashi Nhật Bản này. Bộ các bác lên mã cho em là bộ kéo tỉa thì sẽ là 150k cho một sản phẩm bộ kéo tỉa. Còn nếu các bác muốn mua một cặp như này thì em sẽ giảm giá cho các bác là còn 280k cho hai sản phẩm bao ship. Riêng nếu các bác mua một cặp này thì em sẽ bao ship cho các bác. Các bác lên mã cho em là bộ kéo cành SA47 hoặc là SA48. 280k cho hai một cặp kéo này sẽ là bao ship cho các bác. Tiếp tục là cái sản phẩm kìm chết trắng của Mỹ này. Tiếp theo là cái sản phẩm kìm chết trắng của Mỹ này, của USA này, các bác nhìn rõ USA này. Sản phẩm kìm chết 170k cho một sản phẩm kìm chết. Các bác theo hồ lựa chọn em về rất nhiều cho bác sử dụng. 170k cho một sản phẩm kìm chết. Và tiếp tục là cái sản phẩm cũng là kìm chết nhưng là kìm chết mỏ quạ này. Các bác lên mã em là kìm chết mỏ quạ của thương hiệu Akashi của Nhật nhá. Con này là của Nhật. Kìm chết này là của Nhật. Kìm chết mỏ quạ cũng là 170k, bọn em bán đồng giá 170k cho một sản phẩm kìm chết mỏ quạ này. 170k cho một sản phẩm kìm chết mỏ quạ. Tiếp theo là cái sản phẩm kẹp Eto này. Kẹp Eto của thương hiệu Made in Japan này, kẹp Eto Nhật này, của thương hiệu Made in Japan Akashi này. Các bác lên mã em là kẹp Eto. 250k cho một sản phẩm kẹp Eto này. 250k cho một sản phẩm bộ cắt móng tay. Và tiếp theo là cái sản phẩm kéo bếp bạc này. Kéo bếp bạc SK5 này, của Made in Japan này, thương hiệu Made in Japan này. Các bác lên mã em là kéo bếp bạc. Con này thì rất là dày dẫn và chắc chắn cho các bác cắt đồ ăn nhà mình, cắt cái gì đều được hết. 130k cho sản phẩm kéo bếp bạc của thương hiệu Made in Japan này. Chữ Nhật dập chìm trên thân này. Em chẳng biết là chữ gì nhưng mà chữ Nhật dập chìm trên thân này. Các bác lên mã em là kéo bếp bạc 130k cho một sản phẩm kéo bếp bạc. Tiếp theo là cái sản phẩm vắt cam này. Vắt cam này. Các bác lên mã em là sản phẩm vắt cam. Nó sẽ bằng inox 304 nhá, inox 304. Sản phẩm vắt cam mà em đang bán giá là 100k. Hôm nay các bác quên cái giá 100k, hôm nay em sẽ giảm giá cho các bác sập sàn là còn 60k cho một sản phẩm vắt cam này. Các bác lên mã cho là vắt cam. Vắt cam 60k cho một sản phẩm vắt cam nhá. Các lên mã là vắt cam 60k cho một sản phẩm vắt cam này. Tiếp theo là cái sản phẩm tắm U1 này. Của Made in Japan này, của cắm U1 này. Các bác sẽ đây em lấy. Các bác lên mã cho là ổ cắm U1 này sẽ có một đầu cắm cho các bác sử dụng này, một đầu cắm này.
và hai ổ cắm USB cho các bác sử dụng cắm máy tính, điện thoại. Con này thì rất là tiện cho các bác đi chơi, đi bời đều mang đi rất là gọn nhẹ. Ổ cắm U1 130k cho sản phẩm ổ cắm U1 thì các bác không dùng nữa, các bác có thể quấn vào. Các bác có thể quấn vào và bỏ trong ba lô, cặp sách đều được. Rất là gọn nhẹ, tiện lợi cho các bác sử dụng. Ngoài ra thì nó sẽ có thể cắm được điện thoại và máy tính để cho bác tiện lợi mang đi du lịch hoặc là đi làm việc gọn nhẹ. Các bác lên mã em là ổ cắm U1 130k cho một sản phẩm ổ cắm U1. Tiếp theo là cái sản phẩm hút dung dịch này. Hút dung dịch này, cái bóp hút dung dịch này. Các bác lên mã em là hút dung dịch 60k cho một sản phẩm ống hút dung dịch này, 60k cho một sản phẩm ống hút dung dịch. Các bác có thể bóp xăng, câu xăng đều được hết. 60k cho một sản phẩm ống hút dung dịch. Tiếp theo là cái sản phẩm bộ cắt móng tay M1 của Đức này, thương hiệu Wailing hai thằng người này. Nó sẽ có là một móng và là một cái để trà móng tay cho các bác. Các bác lên mã cho em là bộ cắt móng tay M1 của Đức 130k, riêng sản phẩm này thì em sẽ bao ship luôn cho các bác 130k cho một sản phẩm cắt móng tay M1 của Đức. Các bác có thể biếu tặng hoặc là sử dụng đều được. Con này thì hộp của nó rất là dày dẫn và chắc chắn và đẹp. Các bác lên mã em là cắt móng tay M1 của Đức 130k cho một sản phẩm cắt móng tay M1 của Đức Wailing hai thằng người. Tiếp theo là cái sản phẩm bút thông mạch này. Bút thông mạch Nhật này, bút thông mạch. Thì con này các bác sẽ thử điện và thông mạch được. Các bác test xem ổ cắm cho mình có điện không thì các bác lên mã em là bút thông mạch 120k cho một sản phẩm bút thông mạch. 120k cho một sản phẩm bút thông mạch này. 120k cho một sản phẩm bút thông mạch. Đấy, các bác động vào là nó cũng sáng bóng. Các bác lên mã cho em là bút thông mạch 120k cho một sản phẩm bút thông mạch. Và tiếp tục là cái sản phẩm kìm đa năng này. Kìm đa năng thì em sẽ có hai loại là đầu mũi bằng và đầu mũi nhọn. Đây là đầu mũi bằng này. Đầu mũi bằng sẽ có tuốt dây điện và bấm cốt và các bác sử dụng tùy theo các bác sử dụng, nhu cầu của các bác sử dụng. Các lên mã cho em là kìm đa năng của Make in Japan này, của Nhật này, của Make in Japan này. 250k cho một sản phẩm kìm đa năng. 250k cho sản phẩm kìm đa năng đầu bằng. Và tiếp tục là cái sản phẩm kìm đa năng đầu nhọn này. Kìm đa năng đầu nhọn này cũng có thể bấm cốt tuốt dây điện cho các bác sử dụng. Các bác lên mã cho em là kìm đa năng mỏ nhọn, cũng là đồng giá 250k cho một sản phẩm kìm đa năng mỏ nhọn này. 250k này rất là đầm tay cho các bác sử dụng, của thương hiệu Make in Japan này. Make in Japan chữ dập chìm trên thân này. Và lên mã cho là kìm đa năng mỏ nhọn 250k cho một sản phẩm kìm đa năng mỏ nhọn. Tiếp theo là cái sản phẩm vòi xịt hơi này. Vòi xịt hơi cho các bác được này. Hộp đũa 5 đôi này. Con này nó sẽ có 5 đôi nhưng mà nó sẽ ngon hơn, con chịu được độ nóng hơn con kia. Con này thì của nó là chịu được nhiệt độ là 260 độ C nhá. 260 độ C, con kia nó chỉ chịu được 210 thôi. Nhưng con này nó sẽ chịu được 260 độ C cho bác tha hồ sử dụng. Các bác lên mã cho là vỉ đũa 10 đôi. Con này các bác có thể biếu tặng đều được. 110k cho một sản phẩm vỉ đũa 5 đôi này. Hộp đũa 5 đôi này. 110k cho một sản phẩm đũa 5 đôi. Sản phẩm cuối cùng em lên trong video ngày hôm nay là cái sản phẩm kéo gà của Đức này, Make in Germany này, kéo gà của Đức này. Các bác lên mã cho là sản phẩm kéo gà của Đức. Con này thì các bác chơi cắt gà thì con 3-4 cân đều được. Các bác lên mã cho là dòng dao kéo cắt gà của Đức này, 150k cho một sản phẩm kéo cắt gà của Đức. Em đang bán là 230, nhưng hôm nay em sẽ giảm giá sập sàn cho các bác là còn 150k cho một kéo cắt gà của Đức này. Các bác lên mã em là kéo cắt gà của Đức, 150k cho một sản phẩm kéo cắt gà của Đức. Do thời lượng video khá dài nhưng mà em còn rất nhiều sản phẩm chưa báo giá hết cho các bác. Các bác muốn quan tâm đến em thì cho em xin một like và một đăng ký kênh để đón xem những sản phẩm mới nhất của bên em. Các bác muốn mua hàng thì liên hệ với em qua số điện thoại của em là 0967128399 để liên hệ cũng như chốt đơn cho các bác. Cảm ơn các bác đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.